Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có những mối tình tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng thực chất lại thành ra ngang trái đến mức không ai ngờ tới. Trên thực tế thì hoàn cảnh éo le đấy vẫn diễn ra rất là nhiều trong xã hội địa. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay dưới đây. Trước kia tôi làm thuê trong một studio ảnh cưới. Sau này khi đi làm dâu, nhà chồng mở cho tôi một tiệm chụp ảnh cưới nhỏ tại nhà vì thế tôi không còn phải tất bật như trước kia nữa Do tính chất công việc của cả hai vợ chồng đều bận rộn Nên chúng tôi bàn bạc Đợi kinh tế ổn định Công việc nhẹ nhàng hơn thì mới sinh con Trước khi quen biết Rồi hẹn hò yêu đương với chồng Hai gia đình chúng tôi đã quen biết nhau từ trước Vì vậy kể từ khi trở thành thông gia Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi lại càng thân nhưng vì nhà chồng tôi cách nhà đẻ tận 300 km Nên rất ít khi tôi có cơ hội được về thăm bố mẹ Chính vì vậy tôi luôn yêu thương bố mẹ như bố mẹ đẻ Yêu thương gia đình chồng như gia đình của mình vậy Tôi không thích cách sống quá sạch giỏi nhà anh nhà tôi Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ Những ngày tháng đầu về làm dâu Tôi được gia đình chồng quý hết mực Mẹ chồng luôn ân cần chỉ bảo, quan tâm tôi Đặc biệt là bố chồng tôi, ông luôn tỏ ra là người hiền từ, không soi mói con dâu, đối đãi với con dâu như con gái vậy. Nói về giàu nghèo thì tôi không dám khẳng định gia đình chồng tôi giàu có, nhưng tôi luôn tự hào với bạn bè làng xóm rằng tôi được gả vào gia đình nề nếp, được sống thoải mái ở nhà chồng như nhà đẻ. Đi làm dâu mà được đối xử như thế này thì chẳng ai còn sợ cảnh làm dâu nữa. Thế rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn Kể từ khi chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa Có tuần đi biển biệt không về nhà Những ngày đầu tôi cũng buồn bã vì đang quen có chồng Tôi tối kể bên Này đêm nào cũng phòng đơn gối chiếc Nhưng lâu dần tôi cũng quen Công việc thường ngày của tôi là đi chụp ảnh cưới cho khách Chỉ đạo thợ trang điểm cho khách Mọi việc quen quẩn, chuyện cưới xin nhưng hôm đó tôi bị ốm nên tôi nghỉ làm đóng cửa hàng trong khi mẹ chồng tôi lại về nhà con rể chăm con gái ốm nên trong nhà chỉ còn lại tôi và bố chồng đáng ra sẽ chẳng có gì để nói vì trước nay bố chồng tôi vẫn thường xuyên quan tâm con dâu nhưng chính hôm đó tôi phát hiện ra những khác thường trong thái độ của ông cả ngày hôm đó bố tôi cứ đi ra đi vào lúc lúc lại vào phòng tôi gõ cửa hỏi tôi có ăn gì không để bố mua bố nấu. Nhưng vì ốm nên tôi không có cảm giác thèm ăn. Đã thế vì ở nhà nên tôi mặc váy ngủ khá mát mẻ. Và lại lúc đó tôi nghĩ bản thân mình ở trong phòng không ra ngoài nên không cần thiết phải ăn mặc chỉn chu. Nếu có việc cần ra phòng khách thì tôi khoác tạm chiếc áo rồi ra ngoài cũng được. Ai ngờ chính sự vô ý này của tôi khi bố tôi dạo dực trong người sau nhiều lần gõ cửa nhắc nhở tôi ăn uống không được bố chồng tôi nói còn ốm thế này không nên chốt cửa lại cứ để cửa phòng đó nhỡ có chuyện gì bố còn biết nghĩ bố chồng quan tâm nên tôi để cửa mà không chốt sau đó bố chồng tôi mang thuốc hạ sốt vào trong phòng ép tôi phải uống cho bằng được phải uống thuốc thì mới đỡ sốt được cứ thế này bệnh nặng ra đấy thì khổ thằng hoàng nó lại lo lắng Thì làm gì có tâm trí đi làm việc bên ngoài Vốn sợ uống thuốc Nhưng vì bố chồng đã nói vậy Nên tôi đành biện cưỡng uống thuốc Thậm chí sờ chán tôi thấy nóng Bố chồng tôi còn bảo Kinh nghiệm các cụ để lại Khi bị sốt phải chườm khăn ấm thì mới đỡ Nói là làm Khi tôi chưa kịp phản ứng gì Ông đã ra ngoài mang vào chiếc khăn ấm Cứ thế ông trường cho tôi Thậm chí tay ông còn khua rộng sang cả những chỗ nhạy cảm Có lẽ vì uống thuốc trong khi bụng đói Nên trong người tôi nôn nao khó chịu Rồi lịm lịm ngủ tiếp lúc nào không biết Trong cơn mê man Tôi không cảm nhận rõ chuyện gì đang xảy ra Chỉ mơ hồ thấy cái cảm giác như ở cạnh chồng tôi Mỗi khi chúng tôi ân ái Không hiểu khi tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi tôi tỉnh lại Đã là 7 giờ tối Tôi giật mình Lúc đó trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông trên người không có lấy một mảnh vải. Tôi vội giật mình nằm sát vào phía tường và lắp bắp hỏi, bố làm gì đấy? Thì ông lắp bắp nói, bố đang tắm mà lo cho con quá, nên qua phòng sờ xem con còn sốt không thôi, sao vậy giật mình như vậy? Rồi cứ thế ông leo xuống giường và đi ra khỏi phòng. Thật sự là tôi không tin những gì bố chồng tôi nói. Bởi cảm giác lúc đó Tôi cảm nhận hết như thật Chắc chắn Bố chồng của tôi đã làm gì cơ thể của tôi Lúc đó Chỉ có tôi và bố chồng Chứ không hề có ai khác Tôi bật dậy Khoác chiếc áo choàng lên người Rồi chạy ra phòng khách hỏi bố chồng tôi mọi chuyện Lúc đầu Ông vẫn phủ nhận Chỉ là quan tâm con dâu Sau một hồi cãi vã Thì ông thành thật là ông thích tôi, muốn tôi Và vì chiếc váy tôi mặc khiến ông không thể kiềm chế. Lúc đó trước mặt tôi không phải là một người bố chồng đáng kính nữa, mà là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Sau đó ông còn nói với giọng đe dọa, bố khuyên con không nên nói chuyện ngày hôm nay cho thằng Hoàng. Nói ra chỉ thiệt cho con thôi, vì bố sẽ nói con mồi chài bố. Chắc chắn nó sẽ tin một người bố nuôi non lớn bằng chừng này, hơn một người không ruột thịt gì như con tôi như chết lặng khi nghe bố chồng thốt ra những lời lẽ khê tởm ấy. tôi ngậm ngùi quay trở lại phòng dọn quần áo đi ra khỏi nhà. tôi đi qua nhà người bạn để ở nhờ. giữa đêm hôm đó, bố chồng tôi liên tục nhắn tin gọi điện khủng bố tôi bằng những lời lẽ rất kỳ lạ. ông van nài tôi quay về, rồi hứa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với tôi nữa. sau một loạt những tin nhắn kiểu đó, thì ông gửi cho tôi một link web bảo tôi xem. Sau khi tôi ấn vào Thì đó là một loạt những hình ảnh đổi bại Mà bố chồng đã làm với tôi Ông có không quên kèm theo tin nhắn đe dọa rằng Nếu tôi không quay về Thì ông sẽ phát tán những tấm ảnh đó Cho tất cả mọi người cùng biết Vì quá sợ hãi Nên ngay sáng hôm sau Tôi đã xách vali quay trở lại căn nhà đó Nhìn thấy tôi Ông ấy lao ra ôm chầm lấy tôi ra vẻ như lo lắng Không đáp lại bất kỳ lời nào tôi vùng chạy thật nhanh lên phòng rồi khóa chặt cửa lại để không phải gần gũi với ông bố chồng xấu xa đó vì muốn giữ gìn cho hạnh phúc gia đình nên tôi luôn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì tôi cứ nghĩ rằng bố chồng mình đã ý thức được hành vi sai trái đó mà dừng lại nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan buổi chiều hôm ấy cả chồng và mẹ chồng tôi đều vắng nhà tôi đang tắm thì thấy cửa nhà tắm bật mở Bất ngờ, bố chồng tôi la vào phòng tắm rồi ghi chặt lấy tôi, như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Tôi liên tục ra sức giãy giụa, tôi cố gắng gào thét, gào thét trong vô vọng. Nhưng dù sao, tôi cũng là phận đàn bà con gái. Vì thế sự chống đối trở nên yếu dần, yếu dần. Mặc cho tôi có kêu gào la hét vùng vậy đến đâu, ông vẫn thực hiện những động tác kia đầy thô bạo. Và rồi là một lần nữa, tôi bị bố chồng vấy bẩn lên cơ thể của mình. Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã nói ra hết tất cả với mẹ chồng và chồng của mình tất cả mọi chuyện trong sự tủi nhục. Sau đó tôi đề nghị ly hôn với chồng bởi tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông bố chồng bệnh hoạn kia thêm một giây, một phút nào nữa. Ngày tôi nhắc đến chuyện ly hôn, chồng tôi níu kéo và nhất quyết không đồng ý nhìn anh khóc mà tôi cũng mùi lòng vì muốn bù đắp cho tôi anh đã xin phép bố mẹ cùng tôi dọn ra ngoài sống riêng còn về phía bố chồng tôi ông ấy không hề có chút ân hận ông vẫn thờ ơ lạnh nhạt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cũng đã hai năm trôi qua dù có đôi lúc tôi vẫn còn ám ảnh bởi gương mặt biến thái của cha chồng nhưng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần trong tôi đã lu mờ dần Cái đây vài tháng Tôi đã hạ sinh một bé trai đáng yêu. Giờ đây tôi đang sống rất hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ bé của mình. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo trên kênh Chuyện Đàn Bà.